Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, sau khi chúng tôi kết thúc 8 số đối thoại bàn về việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả muốn chúng tôi thực hiện một đề tài mới, một vấn đề thời sự được rất nhiều người quan tâm hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp, những khán giả của đối thoại và của VITV, đó là đánh giá tác động của dịch COVID-19 tới kinh tế Việt Nam và đưa ra những giải pháp cho các doanh nghiệp để ứng phó với dịch những thời gian trước mắt cũng như là trong cả năm 2020. Đó là lý do tại sao chúng tôi mời từ trường quay đối thoại các khách mời là các doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế để cùng bàn về vấn đề này và cung cấp thêm những thông tin mà quý vị khán giả đang quan tâm. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia. Tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh. Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Chiến lược Thị trường Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí PSI. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và có rất nhiều các thông tin mà tuần vừa rồi chúng tôi nhận được từ quý vị khán giả. Hy vọng là ngày hôm nay các chuyên gia kinh tế cũng có thể giải đáp những thắc mắc như vậy và đặc biệt là những cái băn khoăn và rất nhiều cái ý kiến lo ngại từ phía doanh nghiệp. Trước khi mà chúng ta bàn về những tác động của dịch COVID-19 tới kinh tế Việt Nam và đặc biệt là tác động tới doanh nghiệp thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Theo thống kê, Trung Quốc đóng góp khoảng 1/3 tăng trưởng chung toàn cầu và ở Việt Nam chiếm vị trí hàng đầu với kim ngạch thương mại khoảng 130 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Một số tổ chức quốc tế cho rằng COVID-19 có thể làm giảm tăng trưởng GDP của Trung Quốc từ 1 đến 2% trong năm 2020. Nếu tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm 1% thì tăng trưởng GDP của Việt Nam giảm 0,2%, tương đương với Nhật Bản. Ngày 12 tháng 2 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đánh giá tác động của COVID-19 có vẻ bi quan hơn, rằng tùy thời gian khống chế dịch là quý 1 hay quý 2 mà mức giảm GDP của Việt Nam năm 2020 khoảng từ 0,55% đến 0,9%. Theo đó, trong trường hợp khống chế được dịch trong quý 1 năm 2020, thì tăng trưởng GDP năm 2020 dự báo là 6,25%, tức là giảm 0,55% so với Nghị quyết 01 của Chính phủ. Trường hợp dịch được khống chế trong quý 2 năm 2020 thì tăng trưởng được dự báo là 5,96%, giảm 0,84% so với Nghị quyết 01 và giảm 0,29% so với kịch bản được khống chế dịch trong quý 1 năm 2020. Dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho thấy nếu dịch kéo dài đến hết quý 1, thiệt hại về doanh thu từ khách quốc tế trong năm 2020 là khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ. Nếu dịch kéo dài đến hết quý 2 thì thiệt hại khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo những ngành ảnh hưởng trực tiếp do dịch gồm có xuất nhập khẩu, du lịch, vận tải. Những ngành lĩnh vực bị ảnh hưởng gián tiếp gồm sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất công nghiệp như sản xuất chế biến thực phẩm, công nghiệp điện, điện tử, da giày, dệt may, thương mại nội địa, đầu tư, thu chi ngân sách, phát triển doanh nghiệp. Cũng theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì CPI tháng 2 năm 2020 giảm 0,17% so với tháng trước. Vốn FDI thực hiện giảm 5%. Khách quốc tế trong 2 tháng đầu năm chỉ tăng 4,8%, mức tăng thấp nhất của 2 tháng các năm từ 2016 đến 2020. Lượng khách quốc tế trong tháng 2 năm nay chỉ đạt khoảng 1 triệu lượt khách, giảm 49,8% so với tháng trước và giảm 35,8% so với cùng kỳ. Nông nghiệp vẫn được duy trì ổn định và nhiều lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng. Mặc dù chịu tác động mạnh của COVID-19 thì các ngành công nghiệp vẫn duy trì ổn định và tiếp tục tăng trưởng khá. Tăng từ tháng 3, tháng 4 đều có đơn hàng. Nhưng mà tụi tôi rất là lo. Nếu mà trường hợp nó sẽ dẫn vô tình trạng của Trung Quốc, tụi tôi cũng sẽ gặp khó khăn nữa. Có thể nếu mà không xuất đi được thì chúng ta vừa phải kẹt cái hàng tồn kho, vừa mà có thể là kẹt cái dòng ngoại vốn nữa. Thì đến giờ này thì phía Trung Quốc, các doanh nghiệp của Trung Quốc thì đã có cái thông báo chính thức cho các doanh nghiệp của ngành dệt may Việt Nam của chúng ta rằng là do chính phủ Trung Quốc và do các cái cơ quan địa phương của Trung Quốc, người ta đã không cho các doanh nghiệp của Trung Quốc đi làm việc ở các nhà máy để họ phòng ngừa cái chỗ tập trung đông người rồi sợ là lan truyền rồi cũng như là cái dịch bệnh nó lan truyền đến người lao động của các doanh nghiệp của Trung Quốc, cho nên là cái này ảnh hưởng vấn đề thứ hai ảnh hưởng cực kỳ lớn. Trước Tết là 30.000 ký lòng nhưng bây giờ chỉ còn từ 3 đến 5.000 ký, thì chủng loại thì kích cỡ nó thì nói chung là và
có một số là không không bán được luôn. Thì như vậy thì nó xảy ra cái tình trạng là lỗ cho người nông dân mà các doanh nghiệp này. Công nhân lao động hiện nay là nó rối loạn. Có nhiều công nhân người ta không dám vào những khu đông người họ ở, rồi lại tiếp tục là học sinh nghỉ học. Học sinh nghỉ học thì nếu mà một vài người lao động mà làm ở các cơ quan hành chính rồi còn dắt con vô thả trong cơ quan được. Nhưng mà nếu những công nhân sản xuất thì họ kẹt. Ở nhà dưới con cũng không được mà nghỉ làm cũng không xong. Các địa điểm nghỉ dưỡng ven biển như Nha Trang, Khánh Hòa dự kiến chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do khách Trung Quốc hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất. Chiếm hơn 70% tổng lượng khách quốc tế đến khu vực trong năm 2019. Hiện nay, rất nhiều du khách từ các quốc gia trên thế giới có kế hoạch du lịch đến châu Á đều đã hủy tour và đặt phòng khách sạn trong vòng 6 đến 9 tháng tới, gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của khách sạn. Nhóm các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, tức là các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp trong trong của Việt Nam. Thì chúng ta cũng có mua cái sản phẩm, sau đó chúng ta sản xuất rồi chúng ta mới xuất khẩu ra. Thì cái nhóm này chúng ta sẽ có cái phần quyết định nhiều hơn về cái đây chính là cái nhóm gặp khó khăn. Và qua cái đánh giá tôi thấy cái nhóm thứ nhất, cái nhóm gia công xuất khẩu thì nó chiếm khoảng 80%, còn cái nhóm thứ hai thì chiếm khoảng 20%, và đây là cái nhóm mà dự kiến sẽ bị tác động. Còn cái nhóm thứ nhất thì họ có thể họ chịu tác động với cái khả năng mà vốn lớn cũng như là cái khả năng có đảm thì các doanh nghiệp FDI có thể họ vẫn có thể chịu chấp nhận những cái thiệt hại, nhưng mà họ cũng không có cái thay đổi trong cái thời gian ngắn hạn. Ảnh hưởng thương mại là rất rõ nét và rất lớn. Cái điểm thứ hai nữa là ảnh hưởng đến cái đầu tư, vì các cái doanh nhân của hai bên đang trao đổi, giao lưu, bàn bạc làm ăn. Thì cái này với các biện pháp để ngăn chặn cái dịch bệnh thì rõ ràng là đường không, thế rồi là cái các cái đi lại là phải ngăn chặn. Vì vậy là ảnh hưởng đến cái giao dịch, ảnh hưởng đến đầu tư. Nhưng cái thứ ba nữa là một số những cái ký kết hợp đồng của chúng ta, thí dụ kỳ này một số những cái nông sản, bạn cũng đã chấp nhận đến cái giai đoạn đánh giá rủi ro cuối cùng để cấp phép, cho phép xuất khẩu chính ngạch. Thì kỳ này do cái việc hạn chế đi lại thì các đoàn của bạn không sang được ta và các đoàn của ta không sang được bạn. Như vậy ảnh hưởng rõ ràng, nhìn nhận lại là ảnh hưởng kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp đối với cái dịch này là rất lớn. Và cái ảnh hưởng này không chỉ là trước mắt mà nó còn có một thời gian nữa, bởi vì cho đến nay thì diễn biến của dịch bệnh chưa biết bao giờ nó dừng. Vâng, thưa các khách mời, khi mà đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới kinh tế Việt Nam thì có rất là nhiều những cái ý kiến, những cái quan điểm khác nhau, những con số thống kê đưa ra khác nhau. Và trong số đối thoại đầu tiên này, chúng tôi làm một số tổng quan đánh giá chung tác động tới kinh tế Việt Nam. Các số đối thoại sau chúng tôi sẽ đi vào từng ngành nghề, lĩnh vực cụ thể. Thì tuy nhiên ngày hôm nay với các chuyên gia kinh tế hàng đầu thì chúng tôi rất là mong muốn được lắng nghe những phân tích của các chuyên gia về tác động của dịch Covid-19 tới kinh tế Việt Nam như thế nào. Chắc là xin mời ý kiến của ông Võ Chí Thành ạ. Có thể nói là đến nay ấy, thì chúng ta có thể khẳng định là cái tác động của cái Covid-19 đến kinh tế toàn cầu, khu vực và Việt Nam là rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Cái lý do thì rất là nhiều người đã nói, nhưng mà tôi có thể khái quát lại, nó có bốn cái lý do chính. Cái thứ nhất ấy, là cái dịch này nó bùng phát từ Trung Quốc. Thế mà Trung Quốc ấy, và tác động rất nghiêm trọng đến nền kinh tế Trung Quốc. Thế mà Trung Quốc ấy là bây giờ là một cái trọng số rất lớn của nền kinh tế thế giới. Trước kia 3-4% GDP thế giới, bây giờ khoảng 18%. Cái thứ hai không chỉ là tỷ trọng lớn mà Trung Quốc còn là một cái hấp, tức là một cái trung tâm kết nối con người, thương mại, đầu tư, tài chính với thế giới. Chính vì vậy cả tiêu dùng. Và chính vì vậy mà cái ảnh hưởng qua lại của Trung Quốc với thế giới, và đặc biệt là những nước nào có quan hệ sâu với Trung Quốc là rất lớn. Cái lý do thứ hai ấy, đó là cái sản xuất, và đặc biệt là khu vực Đông Á này, thì nó đã hình thành nên một cái chuỗi giá trị và các cái mạng sản xuất rất là phát triển. Thế mà cái mạng sản xuất, chuỗi giá trị này nó hoạt động hiệu quả là nhờ kết nối. Thế mà bây giờ cái mạng này nó bị cả hai tác động. Cái thứ nhất là cái đầu vào, đầu nguồn sản xuất, ví dụ như là ở Trung Quốc, đặc biệt là Vũ Hán chẳng hạn, thì sản xuất là đình trệ. Và một cái chỉ số mà chúng ta thấy rất rõ là tháng 2 thì cái PMI của Trung Quốc chỉ có 37,5. Đây là cái mức thấp nhất của Trung Quốc từ trước đến nay. Mức sản xuất mà dưới 50 đã thấp, mà có 37,5, đây rất rất thấp. Cái nữa là anh có sản xuất được rồi, thế nhưng mà lưu thông hàng hóa, con người thì lại bị ách tắc hoặc là bị chặn do các cái biện pháp phòng dịch. Thế như vậy nó ách tắc cả hàng hóa đầu vào, cả đầu ra, cả lao động, cả con người. Thì đấy là cái nó gắn với cái người ta gọi là chuỗi giá trị. Cái tác động thứ ba là tác động tâm lý. Các nhà kinh tế thì nói rằng là bản thân cái tác động của cái dịch này
nó đã lớn rồi, nhưng mà cái lớn nhất là cái sự lo ngại, bất an và thậm chí là hoảng loạn của thị trường. Và như vậy nó làm cho tiêu dùng nó co lại. Và cái co lại này nó gắn với cái chuyện đi lại của người, đặc biệt là khách du lịch. Thế và cái cuối cùng tức là tâm lý các nhà đầu tư bất an, một cái thế giới bất định. Mà trong cái bất định mà lại rủi ro, lại theo cái chiều hướng tác động đến kinh tế toàn cầu đi xuống như thế này, thì họ là thường là có tâm lý là chờ đợi hoặc là phòng thủ. Đó. Thì đấy là bốn cái lý do vì sao nó tác động rất là lớn. Nói tóm lại thì cái tác động nó cả bên cầu, cái nhu cầu, và cả bên cung, tức là bên sản xuất. Và các yếu tố tác động ấy, thì nó, cái rất đặc biệt đây là nó không hoàn toàn chỉ là yếu tố tiền tệ. Và chính cái yếu tố này đặt ra cho chúng ta phải có một cái cách thức chống đỡ, cách thức phản ứng phù hợp và thích ứng. Thì cho đến nay thì tác động chúng ta đều biết là với kinh tế thế giới rất lớn rồi. Tức là nó có thể giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới từ khoảng 0,3 đến 0,5%. Nếu như dịch chỉ kéo dài 2 quý. Còn mà chúng ta biết là tổng GDP của thế giới là khoảng gần 90.000 tỷ. 3 đến 5% là khoảng vài trăm tỷ là bay. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng vài trăm tỷ này là giá trị gia tăng. Còn nếu nói về doanh số ấy, thì có thể nó lớn hơn rất là nhiều. Thế và Việt Nam thì là một cái nền kinh tế rất là mở. Trung Quốc là đối tác sâu lớn nhất của Việt Nam về thương mại, là nhà đầu tư đứng thứ 6, thứ 7 ở Việt Nam. Du lịch thì chiếm gần 1/3, năm ngoái là 32% tổng du lịch nước ngoài vào Việt Nam. Thế chưa kể các tài chính, chỗ anh Khánh ít nhiều nữa, thì chúng ta biết là tác động chắc chắn là rất lớn. Nếu mà nói sâu nữa thì rất nhiều ngành của Việt Nam ấy, sản xuất công nghiệp lại là cái đầu vào, lại là phụ thuộc vào cái nhập khẩu từ Trung Quốc, chưa nói phần thiết bị đầu tư hay là phần đầu ra. Thì ngoài công nghiệp thì nông nghiệp Việt Nam dựa rất lớn vào cái thị trường Trung Quốc. Cho nên có thể nói là tất cả những cái tác động mà chúng ta vừa phân tích thì đều tác động đến Việt Nam. Và đây là một cái lần rất là đặc biệt, bên cạnh những cái ngành bị tác động lớn ấy, thì có thể nói như gần như toàn bộ nền kinh tế trừ một rất ít lĩnh vực người ta gọi là hưởng lợi một chút, thì còn lại là đều có cái tác động là thiếu tích cực hoặc là rất là tiêu cực. Và đánh giá của kế hoạch đầu tư cũng như là chỗ BIDV thì cho thấy là một số công ty chứng khoán cho thấy là cái tác động đến kinh tế Việt Nam có thể nó làm giảm cái tốc độ tăng trưởng so với mục tiêu mình đề ra là 6,8%, từ khoảng thấp nhất thì phải 0,4 điểm phần trăm, mà cao thì có thể nó lên đến trên 1 điểm phần trăm so với cái mục tiêu 6,8% đặt ra. Thì tôi nghĩ là, và cái tác động hiện nay vẫn chưa thể lường hết được vì quy mô, mức độ lây lan của cái dịch COVID-19 này chúng ta còn chưa biết rõ, chưa xác định được. Vâng ạ. Ông Nghĩa nghĩ thế nào? Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Thanh, tức là rõ ràng là chúng ta chưa thể xác định được một cách chính xác là thời gian nó kéo dài bao lâu và quy mô tác động nó sẽ như thế nào. Đặc biệt là chúng ta đang thấy tức là nó đang trên đà phát triển rất là nhanh ngoài Trung Quốc. Thế nhưng mà cái nghiên cứu đầu tiên của chúng tôi thì chúng tôi liệt Việt Nam vào cái nhóm tức là một trong ba cái nhóm bị tác động mạnh nhất đầu tiên. Nhưng mà sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản phát triển cái dịch cúm này rất là lớn nữa, thì chúng tôi lại đưa Việt Nam lên hàng thứ hai, tức là cái nhóm hàng thứ hai, có nghĩa là nhóm bị tác động rất mạnh, tức là Việt Nam bị lệ thuộc rất nhiều vào cái kinh tế đối ngoại, xuất nhập khẩu và đặc biệt tức là đầu tư trực tiếp nước ngoài. Và đây là có thể nói tức là Việt Nam là có một cái đầu mở kinh tế gọi là thuộc vào lại là thượng đẳng, và lần này thì là tác động rất là mạnh. Mà mạnh nhất thì tôi nghĩ rằng là trong cái lĩnh vực, lúc đầu thì anh em chúng tôi cũng xác định là du lịch và vận tải vận chuyển là mạnh nhất, nhưng mà bây giờ xác định lại mới thấy rằng tức là chính công nghiệp mới là mạnh nhất. Bởi vì chúng ta nhập khẩu nguyên vật liệu từ Trung Quốc chiếm tới 30% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhưng mà nếu xét thuần túy về nguyên vật liệu thì có thể nói tới là tới 62% nguyên vật liệu về công nghiệp của Việt Nam là nhập khẩu từ Trung Quốc. Đó là một cái tỷ trọng rất lớn. Và chúng ta khảo sát 4 cái doanh nghiệp mà chuyên nhập khẩu từ Trung Quốc về nguyên liệu thì họ đều trả lời tức là họ chỉ có thể kéo dài được thêm được khoảng vài ba tuần nữa. Cạn kiệt nguyên liệu.
họ đã tìm mọi cách liên lạc với Trung Quốc qua điện đàm để mà xem tức là họ có thể cố gắng hỗ trợ không, thì ngay cả bên Trung Quốc cái nhà máy gốc để sản xuất ra cũng đang đình trệ, tức là không chưa được mở cửa. Đây là cái tác động mà có thể nói tức là lúc đầu ấy, chúng tôi nghĩ là không lớn, thì bây giờ nhận ra rằng nó rất lớn. Tức là nếu mà tính tỷ trọng tới 30% tổng kim ngạch nhập khẩu là một con số khủng khiếp, lớn hơn nhiều so với cái dự báo của ngành du lịch, tức là thiệt hại một quý là khoảng đâu đó là khoảng 5,7 tỷ đến 7,7 tỷ đô, thì đây có thể là lớn hơn. Cái ngành thứ hai mà chúng tôi đồng ý tức là nó có thiệt hại lớn đó là ngành du lịch, thì cái này thì rồi sau này chúng ta sẽ bàn thêm. Nhưng mà một cái lĩnh vực khác mà tôi nghĩ rằng tức là nó cũng có tác động rất là mạnh, đó là nông nghiệp. Nông nghiệp thì hiện tại tức là chúng ta đang loay hoay đàm phán chính thức với Trung Quốc thêm một số những cái sản phẩm mới, thì lần này có như bị đình trệ lại hết toàn bộ. Và như vậy là lại phải tiếp tục con đường biên mậu, mậu dịch biên giới. Và mậu dịch biên giới thì như chúng ta biết tức là nó rất là hạn chế về quy mô, rồi thì là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái phản ứng của thị trường phía bên Trung Quốc. Một cái tác động thứ ba nữa cũng rất lớn, đó là nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực thì như các bạn biết là ở bên Trung Quốc có bị rất nặng nề chính là nguồn nhân lực. Tức là chỉ cần trong một cái nhà máy chỉ cần một hai người bị thôi là hàng ngàn người phải nghỉ việc, phải đóng cửa nhà máy. Và Trung Quốc họ làm rất là mạnh, tức là thậm chí là cấm luôn cả khu phố, cả một cái quận, chứ không phải là chỉ có đơn giản là chính vì thế cho nên là các cái nhà máy công nghiệp thượng nguồn rồi trung nguồn của Trung Quốc là đều tê liệt hết. Và chúng ta thuộc vào loại là công nghiệp hạ nguồn, thì là đương nhiên là cũng vì khó khăn về nhân lực của Trung Quốc cũng dẫn đến khó khăn nhưng cho Việt Nam về nguyên vật liệu, nhưng mà đồng thời cũng là khó khăn cho cái nhân lực của Việt Nam, tức là phải giảm rất nhiều công nhân người Việt, rồi thì phần lớn các cái công nhân mà người Trung Quốc và người Hàn Quốc thì nhà máy hiện nay là gần như là đang đóng cửa. Và đáng buồn nhất tức là những cái ngành, những cái nhà máy như là Formosa, Hà Tĩnh chẳng hạn, là lò thì vẫn phải chạy, không thể ngừng lò được. Ngừng lò là mai này chọc lại cái lò chết và tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nhưng mà không có người để mà vận hành. Hàng trăm công nhân nước ngoài vẫn đang cách ly, đúng, chờ thời gian hết cách ly. Và như vậy là cái tháng này có thể là cái tháng này theo dự đoán chúng tôi có thể là cái tháng tổn thất lớn nhất. Và sau đó thì nó thể giảm dần. Thì sơ bộ là như thế. Còn về tài chính dân tệ thì có gì xin anh Thái nói thêm. Tôi hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến của hai chuyên gia. Thì bản chất thì là chúng ta đã chứng kiến là ngay từ giai đoạn sau Tết Nguyên đán thì là thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm điểm rất mạnh. Từ một cái vùng mà từ cái lạc quan ở trước Tết, thì sau đó sau Tết chúng ta nghe thấy cái làn dịch bùng phát, là sự mức độ lan tràn, mức độ lây nhiễm, tổn thất con người, chúng ta thấy VN-Index đã giảm từ 990 điểm xuống dưới cái vùng 900 và về cái mức là 875 điểm. Thì rõ ràng là cái hoảng sợ từ phía các nhà đầu tư, rồi cái mối lo cái triển vọng của nền kinh tế cũng như là cái việc sụt giảm sự tăng trưởng, tức là cái triển vọng của các nhóm ngành nghề đã bị ảnh hưởng rất là mạnh. Thì rõ ràng là so với cái mục tiêu mà tăng trưởng GDP của chúng ta trong năm nay rõ ràng là 6,8%, thì rõ ràng là với cái kịch bản kinh tế mà chúng ta đã thấy rằng là với cái ảnh hưởng hiện nay chúng ta mới đang đưa ra cái kịch bản là chỉ hết quý 1, đại dịch hết quý 1 và đến hết quý 2 thì chúng ta cũng chưa lường trước là có thể đến sang quý 3 hoặc quý 4 năm 2020. Rõ ràng đây là rất là khó lường. Thì trong cái kịch bản mà gọi là lạc quan nhất thì chúng ta thấy GDP của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng và thậm chí là có thể giảm về mức 6%, tốt hơn thì có thể là 6,25 hoặc là 6,3%, tuy nhiên là GDP cũng sẽ giảm. Ngoài ra thì cái CPI thì chắc chắn năm nay sẽ tăng rồi. Rõ ràng là kịch bản lạc quan nhất thì CPI cũng phải 3,96%, mà trong trường hợp tệ thì là CPI có thể vượt 4,96%. Rõ ràng đây là con số hết sức là lo ngại. Thì ngoài ra thì việc mà cái số liệu liên quan đến cái việc xuất nhập khẩu, xuất khẩu cũng sẽ giảm khoảng tầm 20-21%, cũng chỉ đạt đâu đó khoảng tầm 46-50 tỷ đô la. Còn nhập khẩu thì cũng giảm từ 13-16%, đây là con số mà tác động trực tiếp đến. Và ngoài ra thì rõ ràng là doanh thu từ du lịch chúng ta cũng sẽ bị tổn thất.
đâu đó là từ 2,5 cho đến 5 tỷ đô la. Đây là một con số những thiệt hại đến cái nền kinh tế. Thì rõ ràng là nền kinh tế chúng ta đang bị ảnh hưởng rất là nặng nề đến cái tình hình dịch bệnh. Vâng, như vậy thì nền kinh tế bị ảnh hưởng rất là nặng nề và những cái diễn biến của dịch của chúng ta cũng rất là khó lường. Vậy thì khán giả VTV thường là những doanh nghiệp, họ rất là quan tâm là họ nên làm thế nào, những cái ý kiến tư vấn của các chuyên gia về những cái cách thức của để giúp họ ứng phó với dịch cũng như là giúp họ có thể duy trì hay là tồn tại doanh nghiệp. Thì ngày hôm nay thì có các chuyên gia ở đây, thì ông Chí Thành có thể có ý kiến những cái giải pháp. Có thể nói là những cái thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy là cái tác động là lớn như chúng ta vừa chia sẻ. Và nếu nhìn kỹ ấy, thì các con số cụ thể về cái phát triển doanh nghiệp cũng như vậy. Hai tháng đầu năm số doanh nghiệp thành lập ấy, là đăng ký thành lập là hơn 17.000. Cộng với hơn 10.000, 11.000 quay lại hoạt động. Thế nhưng mà cũng chưa bao giờ cái số lượng doanh nghiệp tạm dừng lại lớn như hai tháng vừa rồi. Là gần trên 16.000. Tức là cũng sấp xỉ cái con số mà đăng ký thành lập mới. Nhưng mà cái đáng nói ấy, một số lĩnh vực thì phần lớn cái tạm dừng là tháng 2. Nó bắt đầu đúng như cái điều mà ông Nghĩa nói. Và trong các lĩnh vực như là phân phối bán lẻ, chúng ta hay nói vui là cửa hàng rồi thì khách sạn, đúng không? Thì là rất là lớn và mức tăng là hàng chục phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Thì điều đấy để cho thấy là cái tình hình là khó khăn rất là nhiều doanh nghiệp. Một con số nó cũng nói lên cái khó khăn đấy là cái vào cuộc cũng như cái thống kê sơ bộ của hệ thống ngân hàng. Thì chúng ta biết là sơ bộ là có khoảng 11,3% tổng dư nợ tín dụng là có vấn đề. Thế mà chúng ta biết là tổng dư nợ tín dụng bây giờ là khoảng, anh Nghĩa nhỉ, 8,5 triệu tỷ. Đấy. Thì như vậy nó khoảng gần 1 triệu tỷ, hơn 900 ngàn tỷ là bị ảnh hưởng, cái tín dụng bị ảnh hưởng. Và không phải ngẫu nhiên mà các ngân hàng và sẽ hỗ trợ với cái đám, với cái số lượng như vậy thì nó chiếm khoảng 45 nghìn doanh nghiệp. Tôi chưa nói đến, mà cái này chúng ta phải quan sát thấy rất rõ, các kênh cũng nói rất rõ, tức là các hộ gia đình kinh doanh, nhất là phần bán lẻ cũng tạm rồi thì suy giảm cái bán hàng là rất lớn. Chúng ta đi đường thì chúng ta cũng thấy cái điều ấy. Mà cái hộ kinh doanh là chúng ta còn chưa thống kê, mà hộ kinh doanh là đến vài triệu hộ. Bây giờ chúng ta cứ để giả sử thôi, mỗi hộ giảm đi về số giờ và để quy đổi thành một người lao động, thì cái tác động về mặt xã hội, tác động về mặt công ăn việc làm, về thu nhập cũng không hề là nhỏ, chỉ cần xét dưới góc độ hộ gia đình kinh doanh. Thế thì tôi nghĩ trong cái bối cảnh hiện nay thì nó có ba câu chuyện mà chúng ta hay nói. Cái tác động của cái này nó đến đâu ấy, thì phụ thuộc vào cái dịch bệnh, quy mô, phạm vi, mức độ. Cái thứ hai là cái phối hợp quốc tế chống đỡ lại cái dịch này, cũng như là các biện pháp gọi là hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn. Và cái thứ ba là của bản thân mỗi nước. Ví dụ như câu chuyện của Việt Nam, thế thì bản thân thì nó có chính phủ, nó có cộng đồng doanh nghiệp. Thế thì tôi chia sẻ một chút về chính phủ. Cái này thì báo chí cũng đã bắt đầu đưa. Có thể nói là cái việc chống dịch thì là vào cuộc rất là quyết liệt. Và cho đến thời điểm này, tạm chỉ nói là đến thời điểm này thôi, thì Việt Nam là một trong nước thành công trong cái chống dịch, đúng không? Và cái đặc biệt nhất là chưa có ai thiệt mạng vì cái Covid-19 này cả. Thế và bên cạnh cái chống dịch thì cái vào cuộc về mặt kinh tế thì cũng khá là nhanh. Tôi được biết là chỉ trong vòng khoảng 2 tuần từ đầu tháng 2 thì các bộ đã vào cuộc, từ bộ truyền thông, bộ công thương, bộ du lịch văn hóa thể thao, bộ nông nghiệp và bộ kế hoạch đầu tư là người mà chuẩn bị rất là nhiều những báo cáo đánh giá tác động cũng như là các cái kịch bản cũng như những giải pháp ứng phó cho chính phủ, cho thủ tướng. Thế và hiện nay thì chúng ta có cái chỉ thị của thủ tướng về cái chống đỡ dịch, hay gọi là hỗ trợ cho doanh nghiệp, đúng không? Ngày 6 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ giải pháp, trong đó nhiệm vụ giải pháp đầu tiên là tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại và thanh toán điện tử. Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời các tổ chức tín dụng cân đối, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như là cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước hết là gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm nay. Khẩn trương trình Chính phủ về việc miễn giảm thuế, phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, rà soát và đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế và chi ngân sách nhà nước. Trước hết là gói hỗ trợ khoảng 30.000 tỷ đồng để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và báo cáo Thủ tướng trong tháng 3 năm 2020. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo thẩm quyền xem xét và hướng dẫn thời điểm đóng kinh phí công đoàn phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trước mắt ấy, thì chúng ta chưa gọi là kích thích kinh tế và kích cầu vì hai lý do. Lý do thứ nhất là về mặt chính sách ấy, thì chúng ta biết là có rất nhiều những cái nguyên nhân nó không tiền tệ, cho nên là nếu chúng ta chỉ nới lỏng tiền tệ thì không giải quyết được vấn đề. Ví dụ giá giảm thì cũng không ai muốn đi du lịch cả, có nhận đúng không? Hay là nhiều tiền hơn thì cũng chưa chắc đã là người ta muốn dùng cái tiền ấy vào đi du lịch, ví dụ như vậy. Thế cho nên là nó có tác động nhưng câu chuyện này nó không phải. Cho nên là chúng ta cái 250.000 tỷ mà hỗ trợ đấy là vẫn là trong cái tín dụng định mức mà các ngân hàng họ dành ra để hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, đúng không? Hoặc là giải trừ thiệt hại. Cái thứ hai là như tôi nói về ngân sách ấy, thì cũng không phải là tăng thêm cái chi gì cả, mà hiện nay là giảm hoãn. Đấy là một cái. Thế và cái thứ hai là tiền chúng ta có rồi, có rất nhiều tiền rồi, hiện nay đang trong kho rồi, mà giải ngân đầu tư công chậm, đấy là nó đã theo kế hoạch, nó cũng chả vậy là cái gì phải tăng thêm, làm sao giải ngân được cái đầu tư công nó nhanh, hiệu quả, thì cái là góp phần bù đắp lại những cái thiệt hại về kinh tế do những cái lĩnh vực khác chịu ảnh hưởng của việc. Thì tôi chia sẻ cái câu chuyện về phía Chính phủ một chút. Vâng, rất nhiều thông tin hữu ích từ phía chuyên gia để gửi tới cho doanh nghiệp. Ông nghĩ sao ạ? Chính phủ có một cái nghị quyết. Chúng tôi đã thảo luận một cái chỉ thị. Chúng tôi đã thảo luận rất kỹ cái chỉ thị này. Thì chỉ thị này thì chủ yếu là tác động vào khu vực doanh nghiệp, thể hiện một cái thái độ của Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp trong cái việc vượt qua khó khăn. Thì như anh Thành nói, tức là đầu tiên là cái ngành tiên phong là ngành ngân hàng, thì xoay quanh vấn đề tức là giải quyết cái nợ xấu cho các doanh nghiệp, tức là khoanh nó lại, rồi tiếp tục cho vay mới để các doanh nghiệp người ta tiếp tục mở rộng sản xuất và không chuyển nhóm nợ, tức là nó không chuyển xuống, không chuyển nhóm nợ xấu và cũng bắt trích ngân hàng trích lập thêm dự phòng rủi ro. Đây là cái biện pháp mà chúng tôi cho rằng tức là rất là nhanh chóng, rất là kịp thời, khiến cho tạo điều kiện cho các cái ngân hàng lớn người ta có tiềm lực rồi thì người ta có thể hỗ trợ doanh nghiệp một cách gọi là theo cái chức năng nhiệm vụ của họ mà không cần phải lo ngại về pháp lý rồi về đủ thứ. Và như các anh chị thấy thì là ngành ngân hàng cũng là năm nay, năm ngoái đến giờ là cái năm đầu tiên trong vòng 11-12 năm là có cái lời lãi ròng trên vốn từ có là đạt được khoảng 14-15%, tức là ngang tầm với các ngân hàng của khu vực Đông Nam Á. Còn từ trước tới nay thì chúng ta toàn lẹt đẹt ở phía dưới hết. Đó, cách khác tức là như ngày xưa tôi hay nói đùa, tức là ngành ngân hàng Việt Nam liên tục
từ cái phòng cấp cứu rồi lên phòng điều trị, điều trị được một thời gian lại xuống phòng cấp cứu cấp cứu một thời gian lại lên phòng điều trị, chia ra được bệnh viện. Thì bắt đầu từ nước ngoài tới giờ thì nó có gì, có một cái nhận định lạc quan, tức là đã bắt đầu ra khỏi bệnh viện và chỉ còn lại một vài ngân hàng yếu kém thôi. Đã cầm bó hoa chụp ảnh. Chính vì thế cho nên cái tiềm lực tài chính và ngân hàng, cái của hệ thống ngân hàng Việt Nam vào thời điểm này là khá là tốt. Và cũng có thể nói, tức là cái lợi nhuận của ngành ngân hàng năm ngoái là chúng tôi kiểm tra lại toàn bộ cái hạch toán kế toán để thấy rằng tức là lợi nhuận thực chất nhất. Chứ còn trước đây lợi nhuận vẫn có yếu tố kỹ thuật. Tức là cuối năm cho vay thật nhiều rồi thì lại cho vay ra rồi người ta lại gửi vào kiểu thế để tính doanh số, để tính. Thì năm nay là vì ngân hàng trung ương kiểm soát cái tín dụng rất chặt. Nên cái trò mở rộng tín dụng vào cuối năm để làm biện pháp kỹ thuật tăng lợi nhuận lắm con ạ. Thì đấy một lần để đấy cũng là một cái điều kiện để cho phép là các cái ngân hàng thương mại lớn mà người ta chủ động được về mặt chính sách để mà hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp vốn dĩ là khách hàng của họ. Và họ phải bảo vệ, họ phải nuôi sống khách hàng này cho nó vượt qua cái cơn hoạn nạn này để rồi người ta còn trả nợ chứ nếu không thì gay go. Chứ ngân hàng trung ương cũng như chính phủ chưa đặt vấn đề tức là nới lỏng tiền tệ. Tài khoá thì rất là mừng, tức là anh Thành vừa mới nói, tức là Bộ Tài chính chuẩn bị ban hành một loạt các chính sách cũng là giãn hoãn thuế, rồi thì lệ phí, rồi thì là thuế trị giá gia tăng và đặc biệt là bảo hiểm. Cái đấy cũng tạo điều kiện rất là thuận lợi cho doanh nghiệp. Công thương và nông nghiệp cũng hành động rất là kịp thời. Tức là công thương thì người ta tiến hành hàng loạt các cái biện pháp về đàm phán, rồi thì thay đổi thị trường, rồi thì là thông quan, rồi thì là hạn chế giảm trừ hàng loạt các cái thủ tục về thông quan. Rồi thì họ còn thậm chí còn trực tiếp liên lạc với các cái tập đoàn lớn của Trung Quốc, rồi các cái rồi bộ của Trung Quốc để mà giải quyết hàng loạt những cái vấn đề đang khúc mắc giữa đang đàm phán giữa giang giữa hai bên. Bộ Nông nghiệp thì đồng thời cùng một lúc phải giải quyết hai cái vấn đề lớn, tức là cả cung lẫn cầu. Cung cũng đang gặp khó khăn vì hạn hán thì đủ thứ. Rồi thì là cầu cũng đang bị mắc kẹt. Và Bộ Nông nghiệp thì vào cuộc cũng sớm, nhưng mà như chúng ta thấy tức là vì là cái xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc nó quá lớn. Có thể nói tức là phần lớn là xuất khẩu nông sản. Nên là cũng kẹt. Thế còn chúng tôi cũng có trao đổi với các cái doanh nghiệp một loạt các cái biện pháp khác mà nhiều chuyên gia kiến nghị, ví dụ như là thế thì bây giờ phải thay đổi đi, đừng có nhập nguyên vật liệu của Trung Quốc nữa mà phải chuyển sang chỗ khác, hay là thay đổi thị trường đầu ra, nhưng mà cái chuyện này không đơn giản. Như chúng tôi biết tức là chúng ta là một quốc gia mà không có công nghiệp thượng nguồn, thậm chí cũng có cả công nghiệp trung nguồn mà chỉ có mỗi công nghiệp hạ nguồn, tức là sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất công nghiệp nhẹ thôi. Vậy như vậy thì đương nhiên là phải phụ thuộc vào công nghiệp thượng nguồn và trung nguồn rồi. Mà thượng nguồn và trung nguồn thôi thì với công nghệ hiện tại mà chúng ta đang có ở đây thì chỉ có một số những công nghệ nó mới, nó của các nước tân tiến thôi, chứ còn lại là hoàn toàn công nghệ chỉ có sử dụng nguyên liệu vật liệu của Trung Quốc thôi. Việc chuyển đổi như vậy nó phải có thời gian, phải dài hạn và phải có tiền. Tiền rất lớn thì phải rất dài hạn. Cho nên là phần lớn các doanh nghiệp, chúng tôi thỏa thuận các doanh nghiệp rằng thôi, nói là chúng ta sẽ phải nghiên cứu một cái chiến lược dài hạn để mà tái cấu trúc lại thị trường đầu ra, rồi tái cấu trúc lại thị trường đầu vào thì ok. Nhưng mà trước mắt là chúng ta phải lo gọi là dưỡng sinh. Dưỡng sinh để cho nó qua cái đã, để tồn tại cái đã. Vâng. Dưỡng sinh bằng cách nào? Thì ví dụ như là nguyên vật liệu bây giờ nó có hạn. Thì nếu mà không bị lệ thuộc quá nhiều vào công nghệ thì nên đóng cửa, không nên kéo dài sản xuất. Cái triết lý của người Việt Nam mình nó khác với triết lý thị trường của châu Âu. Ở châu Âu ví dụ như là hoa sản xuất nhiều quá, người ta tránh cái việc giảm giá, người ta hủy hoa đi. Quả sản xuất nhiều quá, tránh cái việc giá quả giảm, người ta hủy quả đi. Mình thì lại mang ra bán hết, vận động tất cả bà con là hỗ trợ ngành này, hỗ trợ ngành kia. Trên thực tế là nếu phía mặt chiến lược và kinh doanh mà nói thì là mình hại người ta.
Bởi vì sao? Mình sẽ làm cho cái giá cả của cái mặt hàng đó bị giảm xuống dài hạn hơn. Tức là nó không phải giảm, lẽ ra nó chỉ giảm tuần, bây giờ nó giảm cho cả mấy tháng rồi liền. Thế thì chúng tôi còn nói về các doanh nghiệp, tức là thôi các ông đừng có lựa chọn theo cái phương án là thôi còn một ít nguyên liệu sản xuất le re kéo dài ra rồi cho nó có vẻ là có thế nào có chưa. Ngừng hẳn, sản xuất đủ công suất, báo trước cho cán bộ công nhân viên biết. Và đến ngày này ngày kia thì chúng ta tạm dừng và dự đoán là đến ngày này ngày kia chúng ta sẽ sản xuất trở lại. Nếu như quy trình không bị quá lệ thuộc vào cái việc, tức là ví dụ không phải là lo cao, không phải là các cái loại lo mà cần phải chọc lại, thì chúng ta có thể làm như vậy được. Chứ còn nếu chúng ta cứ làm theo cái lối, tức là gì, tức là còn một ít thì là cho công nhân đến làm le re, rồi quản lý cũng le re, rồi thì là, tức là chúng ta làm hỏng toàn bộ cái gọi là hiệu ứng quản trị mà theo cái phương thức thị trường. Đồng thời tức là chúng ta cũng tạo ra một cái xung lực giảm giá mà sau này phục hồi trở lại rất khó. Một cái vấn đề thứ hai tức là nuôi dưỡng tiếp, đây là mình nói là nuôi dưỡng cái công suất, còn nuôi dưỡng người thì chúng tôi cũng đề nghị tức là gì, cho công nhân nghỉ việc nhưng mà trả cho họ một phần lương chứ đừng có cắt. Để trả thì lấy đâu ra thì sau này rồi mình đi kiếm. Có thể là vay mượn của ngân hàng, tức là vay bổ sung vốn cố định, hoặc là có thể vay bổ sung vốn lưu động, hoặc là có thể tức là hoãn giãn thuế, lợi dụng cái hoãn giãn thuế của chính phủ để mình tìm ra một nguồn lực nào đó. Ví dụ như cho người ta nghỉ việc mà mình tài trợ cho họ 30% lương là họ cũng rất phấn khởi, bởi vì là sau này có thể tức là họ sẽ quay trở lại nhà máy một cách rất là mà trả cho 30% lương trong vòng bao nhiêu đấy, quy định nó đang rất rõ ràng. Hoặc là có thể thì làm một số các cái động thái khác, tức là ví dụ có thể tức là chuyển một số lực lượng lao động của mình sang làm những công việc có tính chất dịch vụ khác, có thể làm được. Thì cái này nó phụ thuộc vào từng sáng tạo của từng nhà máy, nhưng mà nói chung là đừng có hành xử theo cái lối như chúng ta vẫn làm, tức là hàng nông phẩm thì đến mua đến vụ mà nó đã đến mua đến vụ thu hoạch rồi mà chúng ta không xử lý thì nó ế, không để dành được. Nhưng mà hàng công nghiệp thì phải nên nghĩ đến cái chuyện là chúng ta có thể để dành, có thể dừng hẳn lại, có thể để dành được, có thể giảm công suất được theo kỳ muốn của mình. Đừng có dùng cái biện pháp là công nghiệp cũng như nông nghiệp, tức là chỉ đi mua dưa hấu hộ rồi thì đi mua nọ kia hộ là không nên. Rõ ràng là trong giai đoạn vừa qua mà chúng ta thấy ngoài các cái biện pháp mà hỗ trợ của chính phủ đối với các doanh nghiệp, thì chúng ta thấy là ví dụ như IFC chẳng hạn, một thành viên của ngân hàng Mobile, thì họ cũng đã đưa ra cái mức gọi là hạn mức tín dụng khoảng tầm 296 triệu đô la dành cho 4 ngân hàng thành viên như là ngân hàng quốc tế VIB, VP Bank hay là An Bình với cả Tiên Phong Bank. Thì rằng họ cũng đã nhìn nhận được cái sự khó khăn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ của chúng ta đang hoạt động ở rất nhiều các lĩnh vực nông thủy sản rồi xuất khẩu tất cả thứ. Chúng ta thấy rằng là họ cũng đã đưa ra một cái hạn mức tín dụng đấy, thì với dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các ngân hàng thương mại thành viên, thì đấy là một cái giải pháp mà từ một thành viên, tức là từ World Bank, thành viên của World Bank, họ cũng đã dành cho các ngân hàng thương mại để đối với những cái khách hàng vừa và nhỏ của chúng ta. Thì bên cạnh về phía chính phủ thì rõ ràng là chính phủ cũng đã nhận thức được là thì tôi cho rằng là cái việc này nó cũng đến từ hai khía cạnh. Yếu tố đầu tiên là cho khả năng của chúng ta dập dịch, cũng như là cái việc mà hạn chế sự lây lan và chúng ta hoàn toàn kiểm soát được từ nay cho đến hết quý 1 hoặc là chậm hết là hết quý 2, thì lúc đó là cái nền kinh tế của chúng ta có sự hồi phục trở lại. Tuy nhiên nếu chúng ta không kiểm soát tốt được, nó lại tiếp tục lây lan hoặc có sự lây nhiễm rồi lại sự thương vong với con người, thì rõ ràng là nền kinh tế lại bắt đầu theo một cái suy thoái, tức là nó sẽ bị giảm tăng trưởng hơn và thậm chí là chúng ta cũng phải dự phóng đến cái kịch bản mà tiêu cực hơn nữa. Do vậy thì rõ ràng là ngoài cái biện pháp, cái sự nỗ lực của chính phủ ra, thì rõ ràng là từ việc dập dịch xong thì rõ ràng là đến cái việc mà những giải pháp về kinh tế hỗ trợ lãi suất, giảm cho doanh nghiệp gặp khó khăn,
hoặc là chúng ta cũng có những cái giải pháp với từng doanh nghiệp một. Rõ ràng là bên cạnh đó thì rõ ràng là các hoạt động như thoái vốn, cổ phần hóa của doanh nghiệp mà chính phủ cũng đưa ra trong cái thông tư, tức là quyết định là trong từ nay đến cuối năm 2020 là phải cổ phần hóa hết 92, 93 các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên rõ ràng là cái việc mà với cái thị trường chứng khoán đang khó khăn, cũng như là cái việc mà thị trường không thuận lợi như giai đoạn hiện tại, thì các hoạt động thì thoái vốn cũng bị ảnh hưởng mạnh. Do vậy thì rõ ràng là nhìn chung rõ ràng chúng ta phải có đưa ra cái giải pháp tổng thể toàn diện, không chỉ là chỉ đối với nền kinh tế từng ngành một, từng các nhóm cái doanh nghiệp, từng nhóm ngành nghề, mà chúng ta phải có những cái biện pháp về lãi suất cũng như là giảm thuế. Rõ ràng thì nó lấy làm cái biện giải pháp nó triệt để hơn để có thể là giúp nền kinh tế Việt Nam có thể có sự phục hồi trở lại trong giai đoạn sắp tới. Ơi chỉ bổ sung này thôi, tức là hình như tôi nói là chính phủ hiện nay thì chưa nói nới lỏng, cũng chưa phải là kích cầu, chúng ta dùng cái nguồn lực tạm gọi là sẵn có thôi. Thế nhưng mà chính phủ thì cũng đang nghiên cứu tất cả các cái khả năng, kể cả tình huống xấu nhất, để mà có những cái biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn trong cái hỗ trợ cho nền kinh tế, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Và cái điều mà tại sao chúng ta lại làm quyết liệt như anh Nghĩa nói, thì chúng tôi đã gặp rất nhiều doanh nghiệp, như anh Nghĩa vừa trao đổi rồi Khánh trao đổi, thì phần lớn doanh nghiệp đều nói là cái nguồn đầu vào ấy, bên cạnh là khoảng giữa tháng 3, cuối tháng 3 là hết. Thế cho nên là làm sao cái hỗ trợ này nó phải đẩy nhanh ngay trong cái tháng 3 này cho doanh nghiệp giảm khó. Thế còn về câu chuyện doanh nghiệp thì tôi chỉ muốn bổ sung thêm một số ý. Cái thứ nhất là đây không phải là câu chuyện mới. Nếu mà nhìn một cách sâu về cái thế giới hiện nay, thế giới hiện nay là đầy rủi ro và bất định. Và chúng ta chỉ trong vài năm qua thấy chứng kiến rất là nhiều. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, xa hơn tí nữa khủng hoảng tài chính toàn cầu, bây giờ lại dịch Covid-19, sắp tới còn không biết cái gì nữa. Cho nên là cái quản trị rủi ro là cái cực kỳ quan trọng. Và không phải là chúng ta chỉ học đâu, mà ngay trong cái thời điểm hiện nay này, rất đang bất định này, cái dịch cúm này không biết kéo dài bao lâu này, thì cái quản trị cái bất định này rất là tốt. Và một trọng cái gắn với tài chính đấy là cái phái sinh, ví dụ như vậy. Thì đấy là một cái. Cái thứ hai là phải biết tận dụng cái, trên cơ sở minh bạch tận dụng cái hỗ trợ của nhà nước. Ngoài những cái giải pháp ấy thì còn có một cái rất quan trọng là năm nay ít nhiều thì cái đầu tư công sẽ được đẩy lên. Mà cái đầu tư công nó cũng hàng trăm ngàn tỷ đồng, và nó là một cái lĩnh vực mà đầu kéo rất nhiều lĩnh vực khác, rồi doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tham gia được. Thì đấy là một cái mà mình phải rất là quan tâm. Một cái nữa cũng có thể là ngay được, mà chúng ta biết là cái chuyển đổi dịch vụ, hay là đẩy mạnh cái đấy. Thế thì chúng ta biết cái kinh tế số, rồi thương mại điện tử, shipper, tất cả thứ. Người nhà tôi cũng làm shipper, một số con cháu trong nhà và tôi cũng rất khuyến khích cái đấy. Thì họ, các cháu cũng kiếm được thêm thu nhập mà nó cũng trải nghiệm thêm. Gắn với thương mại điện tử chẳng hạn. Tức là nó có những câu chuyện ngoài câu chuyện dài hạn mà anh Nghĩa đã trao đổi, tái cấu trúc chính mình, tái cấu trúc đối tác, tái cấu trúc thị trường trong và ngoài nước, tận dụng FTA, tận dụng thương mại tự do, tận dụng rất là nhiều thứ. Thì rõ ràng cái thời điểm này nó cũng đặt ra rất nhiều vấn đề mà mình vừa học và làm ngay, và nó cũng giảm thiểu được cái tác động, và thậm chí là có thể những cái sáng tạo tạo ra được rất nhiều những cái cú hích tốt. Ví dụ bánh mì với Thăng Long ấy, cái đợt Thăng Long là một cái phải nói là không chỉ là triển vọng của ngày hôm nay, mà là xa nữa, không chỉ Việt Nam, không chỉ Sài Gòn, mà cả nước và biết đâu lại cả thị trường quốc tế nữa. Vâng ạ. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời. Thực ra với một chương trình đối thoại 45 phút và với một cái nội dung nó rất là lớn như thế này, chúng tôi biết là không thể cung cấp hết tất cả những cái thông tin, những cái mong muốn của quý vị khán giả. Tuy nhiên là những cái thông tin đầu tiên, quan trọng nhất, cơ bản nhất thì ngày hôm nay đã được các khách mời giải đáp và đã giúp cho các doanh nghiệp có thêm rất là nhiều những cái nội dung liên quan tới chính mình, liên quan tới những cái hỗ trợ đối với cả doanh nghiệp, liên quan tới cái cách ứng phó của doanh nghiệp đối với dịch bệnh như thế nào. Thì chúng tôi thấy một chương trình đối thoại rất là ý nghĩa và một chương trình đối thoại hoàn toàn đáp ứng được cái mong muốn của những người thực hiện chương trình trong số đối thoại đầu tiên này. Chúng tôi thấy là truyền thông đóng vai trò cũng vô cùng quan trọng. Với các chương trình
trình đối thoại tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục đi sâu vào từng ngành nghề, từng lĩnh vực và đưa ra giải pháp cụ thể hơn. Thì chúng tôi rất cảm ơn ba khách mời ngày hôm nay đã đến với chương trình và nhiệt huyết chia sẻ những nội dung mà chúng tôi đã đề cập. Thì chúng tôi xin chúc các khách mời thân nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành với chương trình đối thoại ở số đối thoại tiếp theo nữa. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vtv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.